미치고. Nhiều năm gần đây, trong nhà vệ sinh của các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, ngoài các bồn cầu chỉ có một bấm hay cần xả, đã xuất hiện loại bồn cầu có hai nút xả. Và loại bồn cầu này ngày càng trở nên rất phổ biến và được xem là một giải pháp xanh cho rất nhiều gia đình cũng như các nhà vệ sinh công cộng. Thực ra loại bồn cầu này đã được thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 1980 rồi và ngày nay đã trở nên rất phổ biến ở các quốc gia phát triển. Ở nước ta vẫn còn tồn tại song song hai loại bồn cầu, một nút xả và hai nút xả. Loại bồn cầu có một nút xả chỉ có một cơ chế xả nước, nghĩa là tất cả các loại chất thải sẽ được dội đi với cùng một lượng nước tương tự, đôi khi lên đến khoảng 18 lít nước một lần dội. Điều này về lâu dài rất có hại cho môi trường, đồng thời cũng tốn tiền nước sinh hoạt mỗi tháng của gia đình khá đáng kể. Để giải quyết vấn đề này, loại bồn cầu có hai nút bấm đã được phát minh và đưa vào sử dụng rộng rãi. Bạn biết sự khác biệt của hai nút bấm này là gì không? Đó chính là sự khác biệt về lượng nước sẽ được xả ra. Theo đó, một nút sẽ xả toàn bộ lượng nước có trong bể chứa, nút còn lại chỉ xả một nửa bể chứa mà thôi. Thông thường nút xả một nửa bể chứa được khuyến cáo sử dụng để xử lý chất thải lỏng vì lượng nước xả ra chỉ khoảng 3 lít mà thôi, tiết kiệm khá nhiều. Nút còn lại sử dụng để xử lý chất thải rắn, lượng nước xả ra khoảng 6 lít nước. Trung bình mỗi ngày, một người sẽ nhấn nút xả nước khoảng 5-7 lần. Bằng cách sử dụng bồn cầu hai nút bấm này sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều nước. Từ đó không chỉ giúp tiết kiệm lượng nước sử dụng mà còn bảo vệ môi trường sống của chúng ta tốt hơn nữa. Giờ thì bạn đã hiểu về công dụng của hai loại nút xả này rồi nhé. Hãy xả nước hợp lý mỗi khi sử dụng loại bồn cầu này bạn nhé. Ngủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để bạn có được sức khỏe tốt. Việc ngủ nuôi khiến nhiều người ngại ngùng. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp bạn có được giấc ngủ ngon mà còn mang đến rất nhiều lợi ích bất ngờ khác. Ngủ ngon hơn. Khi bạn ngủ khỏa thân, nghĩa là sẽ không có quần áo vướng víu vào người và sợi dây, nút áo mắc vào chỗ này, chỗ kia gây phiền nhiễu cho giấc ngủ của bạn, giúp bạn ngủ ngon hơn. Không cần đọc những nghiên cứu khoa học thì bạn cũng biết rằng có giấc ngủ sâu và yên tĩnh, nghĩa là bạn cảm thấy mình khỏe mạnh và tràn trề năng lượng hơn vào ngày hôm sau. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng cảm giác nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp với thân hình trần truồng. Chắc có lẽ bạn đang mỉm cười. Chỉ cần nghĩ về nó thôi là bạn cảm thấy thoải mái và thích thú. Bạn sẽ ngủ mà không có bộ đồ lót hay chiếc áo ngực bó người khó chịu. Ai cũng cảm thấy thích cảm giác dễ chịu đó và nó sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, không chỉ trong giấc ngủ mà trong tất cả khía cạnh của cuộc sống. Nó sẽ giúp ích cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Điều này hoàn toàn nghiêm túc. Nếu bạn đã kết hôn và ngủ với người bạn đời của mình trong bộ dạng khỏa thân, nó sẽ cho phép da tiếp xúc với da khi hai người âu yếm hay chỉ quàng tay qua người nhau. Tiếp xúc này cũng giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn. Tất cả những điều này giúp cơ thể của bạn giải phóng một lượng lớn chất dẫn truyền thần kinh được gọi là oxytocin, làm cho bạn có cảm xúc và suy nghĩ tốt hơn. Giữ cho bạn tham gia nhiều hoạt động. Những người khi rời khỏi nơi làm việc, về nhà, họ sẽ thay bộ đồ ngủ ngay, hoặc vào những ngày cuối tuần, mọi người cũng sẽ mặc bộ ngủ cho đến khi rời khỏi nhà. Một khi mặc đồ ngủ rồi, sẽ rất lười để đi ra ngoài ăn tối, gặp gỡ bạn bè. Đây là lối sống không lành mạnh. Còn khi ngủ nuôi, nghĩa là bạn mặc quần áo thường ngày của mình cho đến khi đi ngủ và sẽ đi ra ngoài thường xuyên hơn. Đây là điều tốt. Giúp điều chỉnh mức cortisol. Ngủ nuôi giữ nhiệt độ cơ thể của bạn trong giới hạn phù hợp để cơ thể có thể sử dụng cortisol tốt hơn và kiểm soát việc sản xuất nó.
Khi người ta ngủ ở nhiệt độ cao nóng, mức cortisol trong cơ thể cao hơn, ngay cả sau khi họ thức dậy. Mà mức cortisol cao có thể dẫn đến thèm ăn vặt, tăng cân, stress và nhiều điều khủng khiếp khác. Như vậy, bằng cách ngủ nuôi giúp cơ thể bạn kiểm soát mức cortisol tốt hơn. Nó sẽ tốt cho da của bạn. Ngủ nuôi sẽ giúp cho cơ bạn dễ thở, những vùng da kín, chân, nách được che kín, bó chặt trong ngày, giờ có thể khô, thoáng. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về da, nhiễm trùng âm đạo và nấm ở bàn chân, giúp cân bằng melatonin và hormone tăng trưởng. Giữ cho nhiệt độ phòng ngủ của bạn dưới 21 độ C vào ban đêm cũng sẽ giúp cơ thể bạn điều chỉnh các hormone quan trọng như melatonin và hormone tăng trưởng. Đây là quá trình quan trọng giúp ngăn ngừa lão hóa, bạn ngủ ngon hơn và rất cần thiết cho sức khỏe của bạn. Ngủ nuôi mùa hè sẽ giúp bạn chịu đựng tốt hơn. Thời gian mùa hè nắng nóng hơn và đôi khi rất khó khăn để bạn có được giấc ngủ ngon. Nếu bạn không có điều hòa không khí thì khi ngủ nuôi sẽ giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều. Khi đó bạn sẽ ngủ ngon. Ngay cả khi bạn ở trong phòng có máy lạnh thì việc ngủ nuôi sẽ giúp bạn không mở máy ở nhiệt độ thấp và tiết kiệm một ít tiền điện. Tốt cho cơ quan sinh sản. Đối với phụ nữ, khi ngủ nuôi sẽ tạo điều kiện thông thoáng cho cơ thể, giúp ngăn ngừa những bệnh nhiễm nấm. Đối với quý ông, ngủ quả thân cho phép tinh hoàn của họ ở nhiệt độ mát hơn. Điều này giúp tinh trùng của họ vui vẻ và hệ thống sinh sản hoạt động bình thường. Quý ông nếu đang cố gắng để có em bé, ngủ nuôi là cách cần thiết để cải thiện số lượng tinh trùng. Cải thiện sự tự tin của bạn. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với cơ thể của mình, thì việc ngủ khỏa thân có thể giúp bạn học cách chấp nhận và yêu bản thân mình theo cách của bạn. Bắt đầu bằng cách ngắm bản thân mình trần truồng trong gương mỗi đêm trước khi ngủ. Ban đầu bạn có thể không thích, nhưng sau thời gian ngắn, bạn quen với hình ảnh mà mình không mặc quần áo và có thể yêu bản thân mình hơn. Cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Khi bạn không mặc quần áo, nghĩa là bạn không bị gò bó bởi dây thắt lưng của quần hay ống quần, tay áo và như vậy giúp máu lưu thông trên cơ thể thật tốt. Mọi thứ đơn giản và dễ dàng hơn. Ngủ nuôi, bạn sẽ không phải tốn tiền để mua đồ ngủ, ít phải giặt giũ hơn, giúp tiết kiệm tiền, thời gian và ngăn chặn những vấn đề sức khỏe khác. Bạn có thể dành tất cả số tiền đó mua một chiếc giường thật đẹp và nằm trên đó.